Rồi, hai tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn chơi cái game Last Day on Earth các bạn ha. Thì cái game này bạn lên CS Play ha. Bạn tải và bạn ghi là chữ Last. Last Day on Earth thôi. Earth thôi. Đó, thì cái game nó biểu tượng như này nè bạn, cái hình thằng này đang cầm cái cây nè. Bắt đầu. Bạn tải về thôi. Game này cực kỳ hay luôn các bạn. Game này là cốt truyện là nó lấy bối bối cảnh là hậu tận thế năm 2027 các bạn ha. Sau khi là loài người vô tình tạo ra một loại chủng loại virus đã tự phá hủy cái thế giới này, và một số người đã có đề sức đề kháng tốt đã trốn chạy khỏi thành phố để tránh khỏi những con người mà đã bị nhiễm virus lây lan các bạn ha. Bây giờ họ phải ở những nơi hoang vắng như những cái khu rừng, họ sống một cách sinh tồn, để tìm cách nào đó để sinh tồn và chống lại những cái zombie do cái loại virus chủng virus này gây ra. Thì để bạn tải sau khi bạn tải nó về đây, bạn mở lên ha. Rồi, mở lên. Đó thì mình cứ tưởng tượng như mình làm nhân vật trong game đi. Giả sử như cái thế giới này bị biến thành tất cả đi biến thành do zombie, thì chúng ta đặt đặt hoàn cảnh chúng ta trong tình huống này, thì chúng ta sẽ làm gì để sinh tồn trong cái thế giới đầy đầy rẫy nguy hiểm này. Ok bạn ha. Rồi, không chỉ chúng ta nhận lấy từ sự nguy hiểm từ từ những con zombie, mà chúng ta nguy hiểm trong trong khu rừng thì chúng ta có những cái mối nguy hiểm như những cái loại sói nè, sói, những cái thú vật trong trong những khu rừng. Thứ ba là những con người xung quanh chúng ta cũng rất là nguy hiểm các bạn ha, chém giết lẫn nhau để tranh giành sự sống các bạn ha. Rồi ở đây các bạn có thể chọn cái server ở đây, các bạn server 1 đi ha. Nó chọn server 1 và bạn chọn lấy đó. Rồi giả dụ như bạn nam hay nữ thì bạn thích chọn người nào thì bạn chọn. Đây, nếu mà nữ là vậy, nam gì đó. Nó có những cái nam thì nó có skin nào đó, skin đó. Ở đây là tóc tóc đó, điều dưỡng tóc. Ở đây là râu đó. Tiếp theo đó là ở đây là râu đây. Đó, đây là tóc. Đó, đây là màu tóc, đây là màu tóc, đây là màu, đây là kiểu tóc, đây là râu không đó, rồi râu đó, bạn chọn. Còn bạn nếu bạn là nữ thì bạn có thể chọn đây đó, hình là da, màu da. Còn đây là kiểu tóc nè đó, đây là màu màu tóc đó. Nhưng mà nữ thì không có râu bạn. Còn đi đây bạn nhớ chỉnh đổi lại cái tên nha, cái tên cực kỳ quan trọng luôn. Ví dụ như tên Long đi, ví dụ Long, anh Long ví dụ vậy đó. Bạn có thể chọn hay chọn cái tên tên của mình đó. Sau đây bạn, và tại vì bạn giới bạn bạn chỉ đổi tên được một lần thôi, lần sau thì bạn muốn đổi bạn level rất là cao mới được đổi. Cho nên là bạn nhớ đổi tên chỗ này nha. Đó, ví dụ anh Long đi đó. Rồi bạn chọn nam hay nữ đó, nó nữ nam thôi, mình chọn nam đi đó. Rồi mình chọn cái anh này ha, rồi bạn bấm xác nhận ha. Rồi khi mà mới vào là mình cái khu 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 vực ở mình ở đây. Ở đây là cái trong cái xe đó, thì xung quanh mình có những cái con zombie mình có thể tiêu diệt nó trước. Đó, mình có trong xe có gì mình kiếm đồ trong xe, bấm vô bàn tay này để tìm kiếm mồi kiếm đó. Ở đây mình có con dao không ha. Đó, thì cái mục đây là cái mục để quýnh 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 đó. Tiếp theo đó là cái ba lô, đó là ba lô của bạn. Để lúc vô ba lô thì bạn kéo có đồ đây ha. Đó, bạn chuẩn bị những món đồ cho mình đó, để mình quýnh 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 những khi zombie qua đây nó ngồi xuống các bạn ha. Còn đây là cái mục là để xây dựng nhà,
của xây dựng nhà. Đó, thì thời gian đầu bạn bạn vào thì bạn coi là ở đây có những chỉ tiêu, đây là chỉ tiêu nước thức ăn ha. Khi mà bạn cạn kiệt hai chỉ tiêu là bạn sẽ bị chết thôi bạn ha. Đó, còn bạn có ba lô thì sẽ mở rộng những cái vùng khu vực đây. Còn đây là clip là ví dụ như bạn có hai chai nước bạn phải cách ra là clip. Còn bạn uống thì bạn có sử dụng uống đây. Đó, bây giờ rất là đơn giản thôi. Đó, rồi cái mục đây là cái mục chỉ cài đặt này nè, là các bạn sẽ cài đích vô cái đó. Ở đây hiện tại là chúng ta có ba cái, một cái rìu, cái rìu này để chặt gỗ đó. Còn cái rìu này là để chặt đá, để đập đá. Còn cái rìu này để mình lấy ba khúc gỗ thì tạo được cái rìu này. Cái rìu này thì để quýnh cái đam nó mạnh hơn, để ví dụ như để tiêu diệt những con nhai lấy thức ăn các bạn ha. Đó rồi, tiếp theo ở đây là tiền. Ở đây thì bạn nếu có tiền thì bạn có thể mua những đồ xịn lên đây. Đấy, có tiền đồ xịn lên đây. Đây nó có một, thì tuy nhiên thì trong quá trình bạn đi từng cái level thì bạn sẽ có những chỗ này người ta sẽ cho đồ. Ở đầu tiên bạn sẽ được có những món đồ như này, bạn nhớ lấy nha bạn. Đây, mở đi rồi để học hỏi. Đây là đó, hiện tại bạn có được cái này. Đây, đó, có 2, 3, 5, 5 chai nước này, 5 đơn thực bạn lấy, bấm lấy. Đó, nó cho mình những món đồ như vậy. Rồi, bạn vô inbox ha. Thì nó lại nó bằng tập hợp bằng lấy xuống cái chỗ này đó, là nghĩa là nó đưa từ năm chai nước này năm ấy xuống với danh sách lấy của mình chưa đó. Rồi bây giờ bằng lấy danh sách này, bây giờ đầu tiên bằng lấy cái nguyên tập này, cái tờ covid này đó, coi nó hướng dẫn cho mình đầu tiên nhiệm vụ mình làm cái gì. Rồi lại là lấy nó, mình lấy thì nó sẽ chuyển vào luôn, nó đưa vào danh sách lấy đó. Rồi trong quá trình mình hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ cho mình thêm ha. Đó, nếu mà thời gian đầu mình kiếm khan hiếm lương thực quá nó sẽ cho mình. Rồi ở đây mình sẽ nói sơ về những cái trang bị mình, thì khi bạn tăng level nó cho bạn cái điểm này, mỗi một điểm thì bạn sẽ được tạo một món đồ trong đây đó, mở được những món đồ trong đây, ví dụ như là cái điểm này tăng đó. Rồi tiếp theo là đây là cái thùng đựng đồ này. Ở đây là cái đồ để mình nướng thịt đó. Ví dụ mình nướng thịt nè, nấu rau quả nè, tạo ra than nè, đây là món đồ này. Thì khi bạn tạo món đồ này thì ở trên đó nó sẽ có hiện thị cho bạn. Đây là ruộng lúa, mình sẽ tạo ruộng lúa, mình trồng cây rồi mình đi kiếm những cái hạt giống rồi từ những cây lúa, những cây cỏ rồi mình sẽ có hạt giống. Rồi tiếp theo đó là ba lô của mình. Đó, còn cái máy này là cái máy làm gỗ mà, sợi gỗ để mình xây nâng cấp nhà ha. À, tiếp theo là cái máy tắm, cái máy rửa mặt tắm chống vi khuẩn. Trong quá trình chúng ta đánh với con zombie thì những cái vi khuẩn sẽ dính vào người chúng ta, thì chúng ta phải đi tắm. Còn nếu chúng ta không tắm thì cái mùi hôi bốc lên, thì khi mà chúng ta đi vào những khu rừng lấy đồ, con zombie nó sẽ nghe được cái mùi nó bay lại tấn công chúng ta đó. Rồi cái tiếp theo ở đây là cái lò đúc than, đúc ra những cái cục thiết các bạn. Đấy, mình trong quá trình lấy đá thì là đá đen này đó, trong quá trình lấy đá thì nó sẽ tạo nấu ra những cái cục thiết đó. Cục thiết bắt đầu mình sẽ nâng cấp nhà hay làm những công việc khác. Rồi tiếp theo là cái radio quan trọng. Radio có tác dụng gì? Radio tác dụng chúng ta sẽ kết nối nghe những cái âm thanh từ cái khu vực quân sự, nó sẽ cho chúng ta cái mã số, chúng ta sẽ đi vào những khu quân sự đó, chúng ta sẽ tìm kiếm những loại vũ khí, những cái trang bị cho mình. Tuy nhiên thì vào đây cực kỳ nguy hiểm nha các bạn, cẩn thận, suy nghĩ trước khi vào, chuẩn bị rất là kỹ trước khi vào đây. Thứ hai là chúng ta có thể là trao đổi đồ từ những cái dealer, những cái người mà bán hàng á, thì nó sẽ thông báo, khi mà có nó sẽ thông báo trên radio này, thì bạn sẽ có những cái vật dụng, nó sẽ thông báo trên đó là những cái item gì người ta cần. Thì bạn sẽ chuẩn bị item bỏ trong ba lô một trước, sau đó chúng ta sẽ đi tới khu vực mà có hình có cái hình chiếc xe với lại cái ông đó, ông ấy đó, thì mình sẽ trao đổi đồ ở đây là những món đồ ha. Nãy giờ mình nói chuyện thì cái lượng thức ăn và nước uống thì bị giảm xuống các bạn ha. Đó, mình mới giới thiệu sơ để các bạn biết. Đây là nón, quần áo dài, bạn biết không? Còn đây là trang bị phụ trợ đó, ví dụ như bạn có thể là bạn bỏ đây thì bạn có thể lấy nhanh ra hơn ha. Thôi bạn sẽ lấy nhanh hơn đó, bạn sẽ lấy nhanh, ví dụ bạn ăn nhanh, bạn thấy cảm thấy gần chết thì bạn sẽ ăn nhanh đó. Hình màu vàng đó là những con nai ha, ở đây màu đỏ là những con zombie đó. Những cây cỏ là mình sẽ lấy hết tất cả để mình
mình làm ở những cái vật dụng ha. Đó, bây giờ nhân viên mình muốn ngồi xuống đi từ từ ha, đi xuống lưng con nhân viên nè, mình sẽ giết nó, mình bấm nó để nghiệm nó không biết ha, mình bấm nó nè, đè vô dao. Thì trong người con zombie nó sẽ có gì mình là không nhận ra, nó mình làm mình kéo qua mình sợi dây đó. Thì bạn cứ tưởng tượng đi, bạn là người mới vào khu rừng thì bạn sẽ làm gì? Đầu tiên là bạn phải đi kiếm thức ăn đúng không ạ? Thức ăn với đá là hai cái nguồn cực kỳ quan trọng các bạn ha. Bạn cái nguồn này khi mà mới vào thì hai cái nguồn này là cái nguồn đầu tiên là bạn không có, bạn chết ngay tại chỗ, tức là bạn phải chuẩn bị chết trước. Thì thức ăn thì có ở đâu thức ăn này đây, là những chúng ta chỉ có những hiện tại thì chỉ có những cái cây cỏ thôi. Bạn cho nó đứng lên, bạn là bò ở giỏ và bạn đứng lên, bạn phải lượm cây cỏ ha. Thì trong cây cỏ nó có này, này chúng nó cây những quả quả cà quả gì đó, nó mình thích ăn. Cái cây cỏ này tên gì? Cái cây mà cái đèo nó mình hiểu nó là quả nhưng mà này đó. Thì những cái trái này mình biết người ta dịch ra là giống như là những quả mọng thôi, quả mọng quả mà giống như có thể ăn được thôi đó. Bạn ăn nó là tăng cái chống chống đói và chống khát các bạn ha. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ đi lấy gỗ để chúng ta sẽ xây nhà. Thời gian đầu chúng ta sẽ ngoài việc thức ăn với nước thì chúng ta sẽ lấy gỗ các bạn, lấy gỗ, lấy tất cả những gì mình có thể lấy. Còn đầu tiên thì việc chúng ta đi nguy hiểm cho mình lấy những cái thức ăn này, lấy những cái cây này chắc chắn mình sẽ cần dùng cho nó ha, tất cả mọi vật dụng đều cần dùng cho nó ha. Rồi để đi vào mình sẽ chém zombie này, đi không có biết mình đây, để tránh an toàn, để an toàn chúng ta nên giết cái trước đó đi, chúng ta đi lấy nó an toàn ha, mình ngồi xuống ha, thì nó sẽ không phát hiện mà đi gần, không phát hiện bao bấm con dao. Đi từ đây. Quay lại danh sách đi, rồi mình nói cho gần hết luôn. Rồi cái cây là vũ khí để đánh đó ha. Còn cái này là cái nhớ nha, cái đồ để đựng nước các bạn. Có nghĩa là hướng nước mưa, hướng sương rồi đó. Đây là những cái này quan trọng nha. Thời gian đầu là bạn phải tạo được cái này. Cái này ruộng thì các bạn có chưa trông chờ đâu. Tạo vào cái này nè. Đó, cái này là để lại cái hộp là đầu tiên, là cái đồ nước thức ăn nè. Đó. Hộp là để đựng đồ, chúng ta thu thập rất nhiều đồ vật do đó thì phải tạo hộp nè. Đồ nước thức ăn lại nước là hai cái quan trọng thôi bạn ha. Đây là cái món cực kỳ quan trọng. Chopper là chúng ta sẽ chế tạo chiếc xe, chúng ta mục đích mục tiêu chúng ta là sau khi mà hoàn thành những cái cơ bản rồi chúng ta sẽ chế tạo chopper để đi xa hơn và đi nhanh hơn. Đó, đi nhanh hơn, đi kiếm những cái nơi mà nó xa hơn. Đó, tiếp theo là những bình cứu thương, ở đây cái cung thì bắn thú ha. Đây là nhà chó. Đây là cái nón, cái quần, cái áo, cái quần là biết ha. Sau đây là cái máy để mình bào đá, bạn bào đá. Đây là cái đuốc để giúp cho nhà sáng hơn thôi. Đi vô khu rừng bạn sẽ sáng, lắp sáng được ha. Đây là những cái rìu sắt các bạn, rìu sắt thì trẻ sẽ đập, sẽ đi vào những cái khu rừng mà sau khi bạn lên bậc cao bạn sẽ tạo những cái rìu này, bạn chặt những cái cây gỗ vàng ha, cái cây lá vàng ha, cái gỗ nó tốt hơn. Đây là cái độ bền này nó cao hơn. Cái này là cây rìu cũng để là đập đá ha, đập. Đó. Tiếp theo là cái đồ phơi thức rồi ha. Đây là phơi da. Đây là cái ra tạo chopper, sau khi chopper mình sẽ xây ra này để sửa chopper. Đó, tiếp theo là cái áo giáp thì bạn có nói nó cấp nó cao hơn đấy. Rồi về cái món đồ này, cái cách sử dụng tất cả cái món đồ này như thế nào thì về gần cuối video mình sẽ cho bạn xem cái ngôi nhà của mình đã hoàn thành xong những cái món này rồi, mình sẽ những món này nó có tác dụng như thế nào, nó tác dụng như thế nào, nó chế tạo cái gì thì cái phần gần về cuối video thì mình sẽ chia sẻ với bạn ha. Còn đây là cái đồ tạo súng ha. Giờ bạn nhớ mấy này được nó tạo này có sẵn nha, ví dụ radio thì là thứ nhất là cái những cái chúng ta sẽ không tạo, trong nhà chúng ta có sẵn nha.
vâng thôi đó, đầu tiên là chúng ta phải cố gắng hoàn thành cái logo, cái logo đã ra rồi, logo là một nè, đó nó có sẵn rồi. Rồi cái nhà thứ hai là cái đây là cái chopper, đó chiếc xe nó có sẵn rồi. Cái thứ ba là cái bàn làm súng các bạn, đó là ba dụng cụ này bạn không cần phải tạo, là bạn nhớ để nó bị dư đó. Đó là đây cái chiếc chopper, là chopper này một cái. Rồi thứ hai là cái bàn súng, đó hai cái. Cái thứ ba là cái gần nhất là cái radio, đó là bạn không cần tạo, nó đã có sẵn rồi, bạn không cần tạo nữa. Rồi tiếp theo đó là cái welcome này là cái miếng vải đó, ở dưới sàn thôi cũng như hết, nhưng mà nó sẽ bạn đặt ở đâu thì khi bạn từ cái nơi khác bạn về thì nhảy bạn ngay vị trí đó. Còn đây là những cái chân để bảo vệ nhà, bạn bấm thì bạn xây dựng quanh nhà, thì khi zombie tới lại phá nhà nó sẽ bị, nó sẽ bị cái này đâm, nó bị mất máu ha. Đây là do khỏi nói ha. Rồi tiếp theo đó là cái bàn máy máy mai, thì cái này thì bạn sẽ giúp bạn mai những cái miếng cỏ cây này nè, đó tạo thành những cái miếng bông miếng vải, sau đó thì bạn sẽ đó thì bạn sẽ tạo được những cái tấm vải bự hơn. Nên từ miếng vải này tạo những tấm vải bạn sẽ tạo những cái bình cấp cứu ha. Đây cấp cứu của nó cần gì đó, đây là cấp cứu là chữa máu khi bị zombie tấn công ha bạn. Đây cái này hoặc là bạn cần thiết trong cái này cực kỳ nhiều nha, để mình đi vào những cái khu quân sự hay những khu nguy hiểm hơn đó. Tiếp theo chiếc xe tăng, là ta tăng gọi nó xe tăng thì rất là khó tạo đó. Rồi thì cũng là di chuyển phương tiện di chuyển thôi. Còn thứ hai là cái roba, ở roba là cũng có thể là vũ khí, nhưng bạn cũng có thể sử dụng trong một số cửa, nó đi vào những một số khu nó cần cái roba để mở những cánh cửa đó. Rồi tiếp theo bạn biết ha, mấy cái này khỏi nói ha. Rồi đó đó, tiếp theo là cái wood banking là những cái này nó sẽ chế tạo những vật dụng kim loại ha, nó sẽ chế tạo những đại tạo như đinh nè, nó tạo những tấm thiết, sau khi mà cái tấm thiết tạo ra thì những vật dụng kim loại này nó sẽ tạo ra những cái vật dụng như đinh nè, thiết nè, ví dụ như vậy, đinh thiết rồi thiết đinh rồi cái gì nữa quên nè. Đó thì bạn xây dựng đi rồi bạn có, và bạn vô bạn nhìn bạn biết liền đó là những bốn cỗ máy mà bạn phải cần, năm cỗ máy phải có là thứ nhất nè, năm cỗ máy bạn phải xây dựng để cho công việc thứ nhất là working là sẻ gỗ là một nè, hai là sẻ bào đá là hai nè đó, cái thứ ba là bạn làm tạo những cái vải nè là bốn nè ba nè. Rồi cái working bench là những cái sử dụng chế tạo những cái vật dụng kim loại như đinh tấm thiết rồi ha. Rồi đó, cái tiếp theo cái thứ năm thôi, thứ bốn, thứ năm thôi. Cái năm đó là cái máy này, cái máy này quan trọng, cái máy này để bạn phân tách ra, ví dụ bạn lượm những vật dụng như là đồng hồ nè, đồng hồ điện thoại hay là súng rồi đó, bạn phân tách ra, bạn lấy những cái nguyên liệu trong đó, vật liệu trong đó, thì từ từ những vật liệu đó bạn sẽ chế tạo những vật liệu sau này. Tiếp theo ở dưới đây ha, bạn chào tiếp thì cái máy này là năm cái máy mà cơ bản là bạn phải cố gắng hoàn thành nó. Còn đây là chậu bông ha, có đẹp nhờ đó. Đây là cái bóng đèn ngủ, đây là cái gương, đây là cái tủ ha, thì bạn sẽ tạo những cái đó ra. Thì nói chung cơ bản là sơ sơ là bạn từ từ bạn chơi, bạn cần phải biết nhiều. Còn đây là cái lon giống như cái dây, cái dăng ngang zombie nó vào nó cứ to, mình sẽ biết cái zombie tấn đi vào nhà ha. Đó là những bình, những cái nơi để mình cứu thương ha, cứu thương. Ở đây máy phát điện, thì đó là cái bàn cơm mà không cần tạo, bạn đã có cái bàn cơm rồi đó. Thì những cái này vật dụng đây nó có những nó yêu cầu những cái món gì nè, đó là mình sẽ tự tạo lên ha. Rồi ok, cơ bản này thôi, rồi mốt mình chơi bạn sẽ biết hết tất cả. Rồi đó, mình đã đổi khác nha bạn ha, rất là nhanh ha bạn đó. Mình phải ăn vô bạn, ăn không ăn mình sẽ chết các bạn. Bây giờ có những cái lon dư bạn đừng có giục nha, sau này bạn phải chế tạo được những cái vật dụng, bạn phải chế tạo được cái đồ chống zombie để báo hiệu, cái dây giống zombie, tất cả đều vật dụng đều là khan hiếm, như đó chúng ta sẽ bỏ bất cứ đi gì, cái gì chúng ta có thể sử dụng được vào cái thùng này, chúng ta sẽ có được những lượng thương và những cách này chúng ta sẽ đánh học, chúng ta sẽ nói chuyện nói gì rồi cũng sử dụng. Thì nó kêu mình là đó, đầu tiên chúng ta sẽ biến thăm một cái nhà của người khác.
Rồi thứ hai là bạn sẽ xây dựng lại bức tường của nhà mình ha. Đó, xây dựng hai hai bức tường, hai bức tường lên mùng 1, nhà có số 2 này. Đó, mình yêu cầu bạn giết 20 con zombie thì bạn sẽ được thưởng thưởng tiếp trong cái chỗ này. Đó, chúng ta sẽ có lên level, chúng ta có những một đài đó là thưởng này không? Đó, những tấm giấy này chúng ta phải lấy đi. Đó, lấy đi. Và đó sẽ có hiển thị này, và chúng ta sẽ kiếm một cái thùng đồ. Bị chết tưởng đứng gần hết hồn đi. Rồi bạn sẽ uống nước. Đó. Thời gian đầu bạn sẽ khan hiếm về nước, về mọi thứ như vậy. Do đó thì cái thằng đầu chúng ta sẽ đi lượm nhặt cái thức ăn rất là nhiều. Đó. Mình lượm nhặt tất cả cái thức ăn ở đây. Đó. Rồi lượm nhặt đó, lượm hết đi. Đó. Còn mình nói thức ăn thì bạn sẽ kiếm ở đâu, từ những cái nó lại và những cái cây ha. Những cái cây hoang nè, đi giết những con nai, con thú trong rừng nè, đó, hoặc đi lục những cái thùng đồ ở trong các khu rừng khác. Đó, đó là đây là trung tâm. Khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ thu hoạch xong, chúng ta sẽ lấy đá, lấy đồ xong đây, bắt đầu chúng ta sẽ gì giết nai thì bắt đầu mình sẽ tạo cái vũ khí. À, đây rồi, và bắt đầu mình lấy xong, đây mình lấy hết đi, nó lấy hết tập hợp thành phần, bắt đầu mình bỏ vào, rồi bây giờ mình bỏ vô cái thùng, mình cất đồ đây, những cái nào mình chưa có xài mình cất đây, rồi chai rồi tất cả đều sử dụng được hết, chai không thì sau này mình sẽ đựng nước ha, mình chưa nước đây, để rửa, ăn, bây giờ ăn cơm heo vậy bạn rất mau đói nha, bạn đói bạn chết liền luôn, đói bạn sẽ mất máu rồi chết. Đó, thì con nai thì bạn sẽ bắt nó thì mình cũng cắt, là bạn sẽ đi từ từ tung xuống, tung xuống, tung xuống rồi bạn giết con cái nào bạn chặt chặt nó, là tấn công, tuyệt vời là đó chưa, và bạn lượm nó, bây giờ nó có thịt với da, đó bạn sẽ ăn. Thì thịt đó thì thời gian đầu bạn không có thì bạn sẽ chưa tạo được cái gì, bạn sẽ phơi đây, thịt vô cái chỗ này, đó, bạn sẽ phơi thịt này, đó, nó phơi thịt là thịt nó có sẵn nó đủ lượng rồi. Thì bạn cứ tưởng tượng đi, bạn là cái người mới mới vào cái khu vườn này, thì cái đầu tiên là bạn phải làm gì đó, làm cái radio nó kêu mình kêu vào là radio đó. Thì bạn sẽ cần bỏ những vật dụng trong radio này là bạn phải bằng chế tạo ra cái radio để sửa lại radio này ha. Nó cần 5 con ốc, 5 con chip nè, 5 cái mặt sắt nè, 2 cái con băng keo nè, bạn bỏ vào thì nó sẽ tạo ra. Rồi hay là mình sẽ sửa những khu nhà là yêu cầu là sửa những khu nhà này. Đó, mình sẽ sửa và xây lại đó, để cho zombie nó không vào cắn chúng ta. Thì nhà thì sau này bạn muốn xây như nào bạn xây đó, mình chỉ nhớ cơ bản là mình sẽ sửa và bấm vô rồi bấm ok nha, mình sẽ sửa hàng cái vô, mình sẽ sửa hàng cái rồi, đó là kêu hoàn thành nhiệm vụ rồi nè, không giống như đi đọc theo cái giấy đó, đó. À, có những cái món xanh đồ mà xanh xanh là mình chúng ta sẽ có chó, hay những cái món mà xanh xanh thì sau này cũng có những cái món cái thứ rất nguy hiểm như vậy ha. À, thì chế tạo ở đây mình lên mình chế tạo coi mình có đã có đủ gỗ ha, đã bán đứt như thế không, có thể chế tạo được cái đồ chặt, cái rìu chặt mà chặt gỗ nè, và muốn lên đó. Còn cái đây là cái vũ khí nè, thành con dao mình để giết ngay rồi, thì giờ mình tạo cái rìu chặt này có đủ rồi không, nó xấu đá là mình bốn đá là gì vậy, tạo một cái gì chặt sắt, cái nhiều đập đá đó, cho mình có hai cái món ha. Rồi đầu mình cứ đi, mình cứ đi gặp đá mình chặt thôi, chặt cây thôi, chặt cây đó. Thì lúc đầu có bạn chặt cây thì ngay cái level XP bạn ha, bạn chặt thôi cây mới đi ha, chặt kinh nghiệm đó, chặt ha. Còn ngay thì bạn giết nó, bạn giết, còn mà bạn giết thì bạn cứ để đó cho đẹp nhà không được, thì mình sau này mới vô mình chưa kinh nghiệm, mình giết hết mấy nai sau này mình làm nhà thì nó không đẹp, mình thích có mấy con nai chạy vô nhà chạy ra để vô vui luôn. Đó đây là ít level để các bạn tăng hiệu, nó cho bạn là có chống đối nè, ít đối nè không, hay là tốc độ chuyển nhanh, thì bạn cứ chọn những cái nào mà các bạn cảm thấy cần thiết trong sinh tồn của mình. Đây là chạy nè, đây là giảm thời gian đói nè, đây là tăng sức khỏe nè, đó rồi mình sẽ ha.
Rồi mình sẽ tốc độ cho nhanh để bỏ chạy. Thì khi bạn lên level sẽ để nó sẽ mở cửa hành cho những cái món đồ này. Và bạn có thể góp thêm những món đồ đây. Đó, mình chặt hết đập đá bằng đập đá ha. Đó, đập đá. Đó, đập đá. Đó thì bởi nó ghi là cái ba lô mình nó bị full rồi, nó đầy rồi. Đó, đầy đầy thì mình chạy vô nhà tiếp. Bỏ bất đồ đây, bỏ gì đó. Bỏ gỗ quý đi, chưa có xài đồ quý đi. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ tạo được tạo cái đồ nó ăn là một có gỗ hay tạo cái thùng đồ cái gì đó, thùng đồ sẽ phải dựng dựng để cất đồ mà ha. Mọi thức ăn thì bạn cần phải tạo này, tạo thùng đồ. Thùng đồ tạm thời chưa có ai hết thì bạn có thể là ở đâu bất kỳ ở đâu, bấm ba lô và bấm thùng đồ và bấm xây dựng. Rồi đó, à, bạn này đã xây xây cái vị trí thùng đồ đó thấy chưa? Đó, xây mình để phát quá, nếu bạn đứng gần đây thì nó sẽ không có thùng đồ. Thùng đồ thì nó đòi hỏi là nó yêu cầu yêu cầu có một cái sàn để đồ. Chứ mà để nó không chỉ để trên đất ha. Thì bạn thích vô xây dựng, ở đây là bạn sẽ di chuyển những đồ vật trong đây ha. Đó, lúc này di chuyển đồ vật ha. Bạn thấy di chuyển đồ vật ha, lúc này là bạn di chuyển ha. Di chuyển đồ vật. Xây đồ vật. Còn ở bên xây đây xây dựng là sẽ xây những cái tấm sàn trước. Đó, đầu tiên bạn tạo tạo những tấm sàn cơ bản trong nhà mình trước đã. Sàn cơ bản. Bạn đứng đây thì nó không xây được nha. Đó. Tạo. Rồi, rồi bấm ra đi. Đó. Rồi. Rồi, thêm xây, xây. Sao bạn xây mình sẽ cơ bản thôi. Rồi rồi mình sẽ lấy cái thùng này bỏ vô đó. Ok bạn rồi đó, ok đó, xong rồi đó. Thì bạn sẽ bỏ đồ, bạn chứa đồ những cái đồ lên đây đó. Đó, mình sẽ chứa đồ những đồ lên đây đó, bạn. Nên như bạn nhớ kiểm tra thường xuyên thức ăn lương thực nha. Đó, mình ăn đói là mình phải tranh thủ đi kiếm liền. Thì ngoài cái kiếm trong khu vực này thì mình sẽ đi ra ngoài. Đó, mình sẽ đi ngoài, đi ra ngoài, đi theo con chó nó dẫn ra ngoài, là đi ra khu vực đó. Đó. Thì ra đây bạn sẽ có đầy đủ cái những cái nơi mà bạn sẽ lấy thức ăn hay lấy gỗ, lấy đá rồi đầy đủ. Ở đây là sự kiện máy bay, ở máy bay rơi chúng ta sẽ đi lên tới tới những nơi bạn tự lấy đồ. Đó. Nó có những hộp đồ rớt, những đồ xịn rồi đó. Chúng ta thu thập con lập rồi. Ở đây nè, thấy chưa? Đó. Ở đây là những bãi gỗ, nhớ màu xanh này là an toàn các bạn. Màu cam là nguy hiểm, màu đỏ là những nguy hiểm. Đó, là bạn nói nó còn nó quá nguy hiểm, nó không trùng vô, bạn lên đây vào đúng không nha. Đỏ là cực kỳ nguy hiểm nha. Tôi vào đây trải những nguy hiểm. Đó, tiếp theo là khu vực bãi đá đây. Đó, hai level thì bạn cứ đi qua khu rừng, qua lại những khu rừng bãi đá này bạn kiếm thức ăn. Bạn giết những con ngon, bạn kiếm những thùng đồ. Bây giờ có các con ngon. Lúc đây là chúng ta sẽ đi bộ từ từ, còn đây là chúng ta lúc này chúng ta sẽ chạy nhanh. Đó, chúng ta bấm tâm điện thoại chạy nhanh. Ở đây là cái năng lượng này. Năng lượng này có thể là hết này là nó không cần thời gian phải hồi lại. Cái này biết không? Cái này thường các bạn chơi game chắc là các bạn biết. Đó, mình sẽ vào khu rừng này. Đó, mình có đây. Đây đó, đó đây đó, mình kiếm những cái thùng đồ này. Có những cái món đồ vật dụng ở đây mình sẽ cần thiết nữa. À, có màu xanh này tương đối an toàn hơn. À, bạn lấy hết những vật dụng này, cái này sau này mình sẽ chế tạo được cái bình chữa thương. À, con chó này, mình sẽ đập con chó này. À, đầy là không có đập con chó được. Mình sẽ còn, mình chưa chế tạo ba lô các bạn. Mình có ba lô đó, ba lô là cũng cần thiết. Kiếm sợi dây, hai sợi dây với lại ba cái đâm lúa này.
Đó. Rồi bây giờ mình vào cài đặt ha. Mình lập ba lô. Đó mình tạo nè. Đó, mình tạo ba lô. Đó, ok, mình tạo cái nữa nha, tạo rác cái xong. Rồi. Rồi bạn vào bạn mở bạn thấy ba lô bạn mở ha. Đó. Rồi. Tiếp theo. Rồi, xong rồi đó. Rồi, đó cái ba lô mình động ha. Bây giờ mình hay lượm chó, lượm chó bỏ túi. Đó, mình có hộp chó. Thì hộp chó muốn ấy mình sẽ xây xây nhà chó nha. Đó, xây nhà chó. Đó, xây nhà chó thì bây giờ mình kiếm cho trong mấy bài nó có vậy. Ở đây thì có súng nè, có băng keo nè, có bình cứu thương này, là những cái món đồ cực kỳ quan trọng. Thì bạn sẽ lấy hết những khu này. Đó, như mình thấy cục vàng không biết cái tác dụng gì nữa. Đó, mình thích cục vàng đó. Cái bình cứu thương là nước đem qua chỗ trống để cho nó có thể nhảy vào nha. Ốc điện thoại thông minh tắt điện thoại bị hư là không xài được, bia là sẽ giúp cho đỡ khát nhưng mà cẩn thận đừng đem bia hay nhưng mà uống vô cái mắt hay bị mất tiểu, do mất tiểu là không nè. Có cái súng này cực kỳ quan trọng, cái súng này quan trọng là hiếm nha. Đó cái súng cái giày là mình mang cái giày vô hôm nay là vậy thôi, bạn tăng được vận tốc di chuyển hồi nãy 33 rồi lên 41 ha, tăng là vận tốc di chuyển rồi. Nên mình phải trang bị súng nha, trang bị súng mình đấu ấy, mình sẽ đấu cũng được ha, cố sử dụng mình sẽ lục lấy hết mấy đồ này về đó, nhiều đồ ha. Rồi ok, cơ bản đi rồi, bạn sẽ lấy hết những cái gì đi. Rồi đó, mình lấy sơ sơ ra thôi. Mình đi chạy ra khu vực. Rồi, nước uống thì mình sẽ tạo những cái con zombie. Mỗi zombie cũng không mau. Rồi, rồi, rồi. Tiếp mình sẽ chọn. Đây, ở đây là chống chống mồ hôi á. Lâu lâu hôi hơn. Anh bạn muốn thích chọn mình chọn màu vàng này như là vàng nó ngon hơn. Cũng tạo. Con zombie nó cắn mình sẽ lâu hôi hơn. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn cũng phải đến lúc nào cũng lấy đi đúng đường về rồi. Cho bạn vô cái khu quân sự hay những xài là nó hết nha bạn. Đó, bạn bắn bắn hồi là nó sẽ hết đạn hay là hết gì đó. Đó do đó thì cấp kỹ nó để tập hợp nó để các bạn có thể đi vào những khu vực rừng nguy hiểm hơn. Đó nè, hết nó làm xong rồi bạn lấy là. Đó, tiếp theo là bạn tạo cho mình cái máy nha. Đó, cái máy này thì nó giúp cho bạn tắm rửa sạch sẽ. Ai khu vực ruộng đi bạn, tạo ruộng cũng được, tạo ruộng à, mình tạo bỏ bắt đầu là chỉ lấy những cái thức ăn quan trọng thôi. Những cái nào quan trọng mình không đi thôi, nước bây giờ cần gỗ cái bãi ruộng cần gỗ, năm gỗ đủ rồi, bây giờ năm một lúa
tối đa là 2 cái thôi. Trong quá trình bạn lấy cái cây này là bạn phải có hạt giống nha. Đó. Thấy ở đây hiện thì một xít ha. Đó là hạt giống. Rồi. Lấy hạt giống nha. Hạt giống và bạn bấm cắm cái ba lô là bạn tạo được. Thì nó nằm trên đất. Rồi nằm trên đất. Thì bạn muốn xây dựng ở đâu đó, bạn xây dựng nhà màu xanh. Đó mình chạy ra mình bỏ cái này bỏ hạt vô, mình lụm đổ chá vô là cái cây đập này rồi cái hạt bỏ vô đó, thì tới một tiếng đồng hồ sau bạn mới tạo ra được những cà rốt này. Do đó thì thời gian đầu chúng ta không trông chờ nhiều, nhưng chúng ta cũng phải làm để sau này chúng ta hết lương thực chúng ta có ăn đó, những trái cây đó. Do đó khi mà bạn cứ tưởng tượng đi, bạn là cái người trong đây thì đầu tiên bạn phải làm những gì. À, bạn cứ suy nghĩ ra bạn phải làm những gì, chuẩn bị những gì. À, còn ở đây là giống như level mình làm thì mình có thể giống như là mua đồ thôi. Đây là ở đây là những cái loại chất bơ mua đồ cơ bản là những như vậy. Còn ví dụ bạn chơi nhưng trên bạn sợ mất tài khoản mà bạn có xóa luôn cái game này, bạn có thể lấy lại bạn chơi được ha. Thì bạn vô chỉ kết nối đây. Đó, click vô kết nối thì nó sẽ kết nối với tài khoản bạn đăng nhập vô cái tài khoản Google của mình. Đó, bạn sẽ kết nối vô tài khoản Google của mình. Bạn sẽ kết nối vô tài khoản Google của mình ở đây. Để bắt đầu sau khi bạn đăng nhập vô thì bạn có thể là có một cái tài khoản đó, khi mà bạn chơi thì bạn chỉ cần đăng nhập lại vô cái tài khoản thôi. Bạn chơi cái bạn nào kệ đó, chứ bạn click vô cái tài khoản Google của mình để đăng nhập vô cái shop này. Thế dù mình là nó tự chuyển qua cái game mình chơi trước đó thôi. Đây là tin tức thôi. Đó, nó giữ nó kêu mua đồ và ở đây nó giới thiệu những phiên bản game bạn có thể chơi thêm. Đó, cái này là rồi đó. Đây là bạn này kết nối bằng Facebook hay là Discord gì đó, vân vân đủ thứ. Ở đây cắt màn hình cao hơn, bạn có thể màn hình nó rõ đẹp hơn, nó nét hơn. Cơ bản là đầy đủ ha. Đây là đăng nhập Amazon. Thì mỗi một ngày bạn sẽ có những cái người ta sẽ cho bạn cái món này. Đăng nhập vô đi thì nó sẽ cho bạn món đồ lên đây. Cái nắp bán này là bạn để bạn chơi game ở khu nhà ga nha bạn. Đây, khu nhà ga bạn cực kỳ đồ xịn không các bạn, chơi quay cực kỳ đồ xịn luôn đó. Thì về cơ bản thì phải cho cần xây cái ruộng này ha, để bạn tạo thêm cái nhà này. Đây là những cái cơ bản là phải lấy tạo ra những cơ bản chơi bản thân rồi. Rồi để biết thêm cái tính năng vận dụng, mình sẽ cho bạn coi cái nhà mình đã làm ha. Nè đây cái radio này, bạn vô radio ha, bạn quay. Nè có là một cái hệ thống chấp nhận thấy không? Đó là có người ha, bạn accept rồi. Cũng như là có người này. Nè, cái người chơi là mình nè, năm 49 nè, đó. Còn dealer là họ nè, đó, họ đang cần nè. Ren A10 với lại First Air Kit nè, đó. Giờ bạn coi vận dụng này là cái gì? Bạn sẽ hình dung được cái băng bó First là cái bình cái cứu thương, cái bộ sơ cứu thương. Rồi bây giờ mình coi hai này liên quan đến về cứu thương ha. Rồi mình vô cái túi mình coi phải cái tên này, trả tên nè đó, Rendez nè đó, Rendez. Còn cái cái ekip này nè, mình coi cái nào liên quan tới cứu thương ha. Đây Marisol, đây First Aid Kit là hai này đó First Aid Kit là này đó, hai cái bạn vô lại cái radio bạn coi lại đó. Lít quay cái kim chỗ này đó. Có nghĩa là 10 cấp cứu thường lại như 5 hả, hai cấp cứu cái bệnh cấp cứu lợ, nhiều máu hơn nè. Giờ bạn
Đó, cái cấp cứu này nè. Đó, bằng 5. Đó, và 10 cấp cứu này, đó, bằng ra, bằng chuẩn bị cho người ta. Đó, 10 cấp cứu này, đó. Rồi cái game game đó, đó. Rồi, cái cấp cứu này bắt đầu mình đi ra ngoài, đó. Rồi, ở xe, nhà mình bị zombie vừa tấn công nữa rồi. Đó, đây event nè, đây ra mà có thể có event thôi sâu luôn đó, thì đây ổng nằm đây này đó, động đây cho ổng nằm đây đó, ở đây mình kiếm ổng đó, có thể chạy bộ nhìn thấy ổng ha đó, vào ổng đây nè bạn. Đó, bây giờ bằng có radio thì nó sẽ thông báo cho mình ra gặp ổng ha, gặp ổng đây đó, cần gặp ổng đó, hay đây nó cần thấy không đó, nó cần 10 cái bức đen này đó, nó cần một hai 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 một, lấy hai cái thôi, mình lấy mình dư mình lỗ nha, tách ra lấy hai cái thôi đó, bỏ vô rồi mình lụm này cho lỗi rồi lụm được đồ thôi ha, bỏ ra mình về nhà thôi. Bằng level càng cao thì có thể ông đổi những món đồ tốt, mà cái này ông này trên gian chỗ ông cho mình biết trân trọng là gì, rồi mở cái này ông nói trân trọng. Ô, một con dao đó, mười ông đổi mình một con dao các bạn đó. Rồi tiếp theo đó có thông báo này, đó là có hai cái này không đó, hiện tại là đổi đồ rồi đó, bằng quay tiếp cái này. Đây cái radio là 98138 là cái mã số để chúng ta vào cái khu quân sự A các bạn, vào khu quân sự màu đỏ rồi đó, làm cho em lưu giữ cái đó. Rồi bếp lò đây, cho mình có bếp lò đây nhà mình đây, và bạn bấm vô đây đó. À, có cà rốt nè, đó cà rốt để mình chạy ra sân mình lấy cà rốt cho bạn vô nè. Những cái hạt này nó đạt, những cái hạt này đó là nó chơi trồng ở cà rốt ra cái sân mình đây. Bộ zombie nó phá banh đâm nhà rồi, để mình xây cho nó đẹp xíu, cho nó đẹp cái nào. Giờ mình ra vườn thì đó, đây là cái nhà cái ra mình đây, ra vườn đó, vườn mình đây, đây là cái nhà chứa chiếc xe tăng, cái nhà chế độc chúng mình để ngoài sân, để trong nhà rất nguy hiểm, nó lỡ lạc đạn cái chết queo đó. Mình ra vườn làm cà rốt, làm cà rốt để đang tạo không đó, làm thêm cà rốt vô rồi mình cà rốt ha, sau đó cái mình bỏ vô cái lò này đó, bỏ vô bỏ gỗ vô đó, mình nấu nó ra được cái món cái đĩa này. Ngon lắm bạn, ngon rồi ngon đó. Còn bạn muốn tạo hàng thì đó, bạn nứt hàng là bạn nấu nhau đó, gỗ để cho ra than rồi ha đó, thì than thì chúng ta sử dụng cho cái lò này đó, cái lò chế tạo thế này, tại vì than nó cháy lâu hơn cái lò này, nó sẽ cần cái nguyên liệu ấy ha, cái than này. Mấy cái đá này đó, rồi bạn vô cái lò này đây đó, thì cái lò này sẽ nấu cái gì, cái lò này sẽ nấu rất nhiều cái vật dụng đó, nó ra thấy không đó, nó có hiển thị nào đó, nó nấu cái này nó sẽ coi thì bạn làm đó. Bỏ đây thì sẽ nấu, bạn bỏ hai giờ sẽ nấu ra cái thiết này nha, rồi bạn bỏ vô cái này đó, thì nó sẽ nấu ra, nên nó nấu lại cục này cực kỳ hiếm nha bạn nha, hiếm lắm đó, khi nào cái này của bạn nó cực kỳ hiếm có, khi bạn đi làm nhiệm vụ thôi bạn kiếm ở những cái nơi nguy hiểm nó mới có cái này, trong mấy cái thùng đồ nó mới có này, cỗ máy xe đó, nhiều đồ đó. Tiếp theo là cái những cái cơ bản bạn chưa biết, đây lấy cái cơ bản trước. Còn đây là cái đồ phơi thịt nãy có giới thiệu bạn ha, bỏ thịt vô phơi ha. Còn đây là cái phơi da đó, bỏ da thì tới gai tấm vải này phơi da. Còn đây là bỏ nước ha, đồ đựng nước chứa nước, cái chai nước đồ lấy chai nước đây. Đó, lấy chai không ha bạn, ở đây chai không, cái này là hứng nước mưa, hứng mưa hứng sương rồi đó, đây
đó, có sẵn này, ở đây đây là cái đây đó, nó sẽ ra đây, nó tự tự hướng xương ha. Đó, sau khi bạn có ấy xong bạn đi vào nhà tắm này, thay hai nhà tắm, một cái nhà tắm để rửa tay đây, đó vào đây nó tắm rửa cho sạch sẽ đó, bạn tắm nào, đó bạn tắm bây giờ sạch sẽ rồi, thơm tho rồi. Đây nhà chó, đây rất nhiều chó ho, đã thấy thức ăn rồi nè bạn, còn thức ăn nhà chó đây này, lấy thức ăn những viên cho nó đây, đem gì đây. Đó, thì cái thời gian ăn của nó đó, được 3 tiếng đồng hồ. Bạn coi con chó mình coi đó, quá rất là nhiều chó rồi ha, đó mình nuôi rất là nhiều chó đó. Các bạn nó hết thời gian này, nó có cái thời gian này nè đó, nó sẽ trưởng thành, thời gian nó còn 3 tiếng nó sẽ lớn nè đó, không muốn đi phà cho lớn nè, đó nó lớn ha, rồi tiếp theo cho lớn lên đó. Ô nó 2 tính nè, ô con này được có 2 tính luôn nè, nó giống F1 à, giống giống với F2 nha, con này giống F2 của mình, F2 của mình đó, nó có hết, con có F1 nó lớn lên rồi đó, thì nó ra con phải một cái một được tính, cái F2 có 2 tính đó. Will stop đó, will stop là gì thì bạn đích cái con chó này bạn đọc ở chỗ này nè. Đó đầy đủ thông tin ha, đó nè thằng ba lần là tăng cái kinh nghiệm cho mình ha, còn careful là tăng cái vận tốc mà con chó nó lớn á, còn well tốc là giảm cái nhu cầu thức ăn cho cái thùng chó, bạn thấy không, mình bỏ vô bình thường á, bạn bỏ vô một miếng thịt thôi là 1 tiếng đồng hồ, bình thường nếu mà nuôi 1-2 con bỏ 1 miếng thịt thì thôi nè là 1 tiếng đồng hồ, còn bây giờ mình bỏ tới 20 miếng thịt mà cái được 3 tiếng đồng hồ thôi, có nghĩa là do cái lượng chó mình nhiều quá vậy. Nếu mình sử dụng cái tính năng con quay tóc sẽ giảm lượng thức ăn mình bỏ vô đó, còn hunter là mình sẽ tăng cơ hội gặp gặp nhiều của con thú ha, họ gặp nhiều con thú hơn, ví dụ như tăng lên cơ hội thì, có nhiều gặp những nhiều con thú đó, tương tự cái đó là level 1 level 2 đó. Cái thuộc tính này cực kỳ quan trọng, đó là thuộc tính, đó là thuộc tính true friend, mà bạn chơi bạn gặp nhiều thuộc tính true friend bạn không biết là nó là cái gì đây. True friend là thuộc tính là mình có thể dẫn theo con chó, bạn bạn vào một số khu quân đội á, thì có một số nó yêu cầu thuộc tính true friend này để bạn có thể là lấy những cái thùng đồ nghề ở trong khu quân đội ra, tuy nhiên phải bạn phải có con chó true friend, cái thuộc tính true friend này có nhất ít nhất bạn phải lai giống con chó này tới level 4 nha bạn, đó là hạng 4 là tăng 4 lai giống tới 4 lần, coi là 4 lần lai giống đó, cha mẹ nó lai 1 lần là F1 ha, lai giống 4 là chó lớn này đó, chó lớn đi đó, nó có những thuộc tính đó nó giúp cho mình đó, bạn phải do đó giờ để ra những tính true friend thì bạn phải cần cực kỳ nhiều chó bạn đó, đâu bạn khi mà chó lớn mình qua cái nhà chó này, nhà phối giống đây, ở đây là giống 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 đực, ở đây là giống cái, bạn thích cái giống nào á nè, con này giống F1 nè đó, 2 cái F1 này với nhau còn lít nó lít lít nó cái nó vô còn đây đó nè, F1 lại với F1 đó, F1 thì bạn muốn cho thuộc tính nào bạn lít đây đó, chọn thuộc tính nào cũng được, nó là thiên thuộc tính đó thì nó sẽ ra giống đó, còn không thích thì bạn cứ bấm bấm không thì sẽ ra thuộc tính ấy thôi, họ bấm chọn một cái thuộc tính đi rồi đó ra cái con này, bạn muốn đổi tên đặt tên gì đây cũng được, đặt tên ví dụ như con mèo đi, ví dụ như mèo con ví dụ như vậy, đặt tên ví dụ như vậy. Mèo con ví dụ như vậy đó, đặt tao đặt ok đặt không khoảng cách nữa bạn ha, rồi đi, nhưng mà cái con mèo con bạn đặt là lai tiếp là hai người với nhau là liên tục đó, nãy mình có con chó F2 các bạn khát nước rồi bạn, không nước vô hay còn 15 nước nữa không biết vô bạn thì bị mất máu rồi bạn chết nha, F1 con nào 12-24 tiếng rồi, đây con này mới ra đây. Con này là giám F1 của mình, nhớ lưu lại để mình nhớ quyền em nha, rồi F1 mình nhớ tôi biết nó là giống F1,
khi nào ra đã có hai thuộc tính, còn hai thuộc tính hào, còn hai thuộc tính hào cũng có thuộc tính well stock với lại thuộc tính careful, cái well stock này chắc kẹt đó, hai thuộc tính chó này mình có thể, còn bạn muốn thấy đây đâu cho giờ được đồng hào, nó đòi tính chu fan đó, tính chu fan nó đòi chu fan cái nó vô nhà này, mình có thể kéo đây, khi kéo đây bạn sẽ thả nó ở trong trong vườn của mình, trong nhà của mình đấy. Đó, mình sẽ thả trong vườn mình, để trong vườn mình có ba con chó, rồi nó sẽ nằm trong vườn mình đây. Tiêu rồi, đó nhà mình đã cho bạn quan sát cái nhà đó, ba con chó nằm đây, và chúng nó là chơi đây. Bà con hay không đứng đó, bà con chơi, sủa đi con, bắt đuôi không à, chó này ngu con mèo. Đó, ba con chó, đó, có một con nhà bị giết nè, con chó nó giết á. Ơ gì vậy? Ồ hai tên nó lại gì đây? À, nó cần cần 4 thịt với lại 4 4 tấm da. Nó cần trao đổi với mình đó bạn. À, bằng lại mình vô mình lấy mình trao đổi với nó. Và nó cho mình gì? Dẫn mặt mình bắn nó chết queo. Đâu rất là nguy hiểm các bạn nha, tại vì cái những người đó trong khu rừng nó không phải màu xanh là an toàn, nhưng vô tình cái những cái người đó nó màu xanh lúc đầu là màu xanh, nhưng một hồi cái tiện ấy nó tự mình nhiễm bệnh thì vậy, nó tiện nó giết mình luôn nha, cẩn thận. Cho đó tất cả đều phải nghi ngờ hết, bốn thật là bốn da không, nó cần bốn da cho mình đổi cái nó bốn da đó, cầm ra mình đổi với nó bạn, nó mình lấy ra mình đổi với nó chạy nhà hết hồn rồi. Ở nhà mà đóng cái cổng đó. Đó, chúng tôi sẽ gì? Chúng tôi sẽ đợi rồi vô. Ơi, bốn miếng thịt nữa quên, có da rồi lộn, bươi lộn, lên thịt quên thịt nữa. Lấy cả nhà chó cho lấy thịt cho chó đổi cho nó. Thịt mình nhiều quá. Đó, mình tập hợp nhiều thịt này. Cắt ra. À bốn miếng thịt rồi. Đó, nghe mình cắt ra nhiều, mình chuẩn bị rất là nhiều cho chó nè. Đó. Ta lấy thịt cho chó, ta đổi cho mày ăn. Ờ, rồi mình đổi nó nha. Rồi đó, đây là đủ hàng dao đó. Đó. Đó, đúng nó chọn. Ủa này là cho nó hả? Ê chơi kỳ vậy. Đó, nghĩa là nó cần ăn, nó bắt nó xin mình bạn ơi. Nè, hình như con chó nó giết con nai bạn ơi. Chết muộn, chó nó cắn nai chết rồi. Con nai mình trong quá trình mình đang nuôi nó, mình đã cắn chết nai, đồng nghiệp nai rồi. Đó. Đó. Mấy con chó này nó cũng rất là lợi hại, chết một mấy con này hẹn chị chích kẹo mấy con này. Ở hai con này mình làm nhà nè, đó hai dễ thương không, mình nhốt hai con này làm nhà đó, đó mình chí nó chạy vòng vui đó. Đó, có những con này nó quen rồi, nhiều lúc nó không có chạy đúng không bạn. Đó, bạn nhớ bằng nó đứng gần cửa, bạn vô cửa nó chạy vô thẳng vô nhà luôn. Đó, mình vui không, đó, nó đẹp dễ thương. Rồi, tiếp theo để mình chia sẻ bằng mấy cái này. Rồi, đây nè. Đây nè, cái nhà tạo vải nè, đây đó, mình sẽ tạo những cái món này từ vải này, từ bông lúa này nó tạo cái này, từ cái này nó tạo cái này đó, mình vừa biết ha. Đó, ok, bây giờ mình lại thử cho mình định qua ha, bỏ vô nó tạo ra ha. Đó, tạo ra rồi tiếp theo sẽ gỗ, mà vậy là mình lấy gỗ thôi, lấy gỗ đó, mình bỏ nó sẽ ra cái nếu gỗ này gỗ xịn nha bạn, gỗ xịn này nè bạn chỉ lấy được từ cái khu rừng mà này rồi cái cây lá vàng nó mới có được nha, có nó tạo ra gỗ xịn này, gỗ xịn bằng tạo ra những cái món đồ xịn đó, kể rồi mình sẽ nhớ bằng phân loại, bạn sẽ dễ dàng sắp xếp được nhiều hơn đó. Là mình lấy gỗ này qua đó mình tạo gỗ nhà này, sẽ gỗ thì nhìn cái món gỗ này cực xịn nha. Đó, cái cửa gỗ này hiếm lắm, hiếm gặp cái gỗ này, chỉ gặp gỗ này thôi, gỗ này đã nguy hiểm, bạn vô khu rừng cực kỳ nguy hiểm bạn mới kiếm được cái gỗ này nha bạn. Gần khu rừng đỏ, khu rừng mà những cái phần mà ghi đỏ là bạn mới kiếm được. Đó, còn cái máy này là cái máy đập đá, các bạn nào thích đập đá thì cứ tạo máy này nha các bạn. Đó, nó tạo đập đá thấy chưa. Đó, nó tạo, từ đá này tạo đá này nè, đó, đá này để mình nâng cấp nhà. Đó, ví dụ cái này cái sàn này đi. Cái sàn dựng cái sàn này, nó nâng cấp cái sàn, nâng cấp cái sàn này nó cần đá này ha. Đó giờ thì đó nó tạo ra cái đá này đó, nâng cấp sàn. Rồi tiếp theo là cái máy này
Đó, cái máy này thì nó sẽ tạo ra từ những cái dụ như từ những cái cục thiết này nè, cái cục thiết này lấy đâu có thì từ cái máy này nè, đó, cục thiết này đó, từ cái máy này nó tạo ra này. Đó, từ cục đá màu đen này nó tạo cục thiết này, thấy chưa? Đó, tạo cục thiết này thì từ cục thiết này bắt đầu mới tạo được được ra cái tấm này, cục thiết chưa? Rồi để vô đây coi đi. Từ cục thiết này nó mới tạo cái tấm này, từ cái tấm này tạo cái đinh, và từ cục trắng trắng mới tạo ra cái tấm linoleum này, và từ cục xanh xanh này tạo ra cái tập cục thép này, là cục thép bạn, thép steel như là thép đó, là ba cái máy. Còn cái máy này vì sao bên mà nó chọn, chú biết năm cái máy nha, năm cái máy, sáu cái máy, tổng cộng sáu cái, năm cái máy, sáu cái lò, một cái lò đó. Cái máy này phân tách đó, ví dụ như muốn vật dụng kim loại đây lượm được, ví dụ đây linh kiện hoặc lượm được, ví dụ như điện thoại đi, điện thoại biết là điện thoại nè, đồng hồ nè, đó thì khi bạn bỏ vô máy phân tách thì bạn sẽ có những nguyên liệu như vậy. Đó, này danh sách đó, bạn chú ý bạn muốn tìm nhiều thứ bạn bỏ vô nhiều lần, nó tạo đây, nó sẽ tạo ra 40%, nó tạo ra cái vật này và những cái vật này. Thì cái vật dụng này á thì bạn sẽ chế tạo những cái món ở level cao hơn, ví dụ như cái lon này đi, không cái bình này đi. Đó này nó cần những cái tấm này nè, thấy không, những con chip gì đó đó, hay những cái bình này nè, đó cái bàn thì đó, nó cần những cái vật dụng này, hay bạn cần phải coi cái độ cao hơn bạn tạo gì đó. Cái bình là ship đến này là để mở mở cửa khu quân đội rồi đó, nó cần tới cái này đó, cái yên ngựa đó. Từ từ bạn lên đấy đó, những cái vật dụng nhỏ nhỏ đó, tạo những cái súng thì tạo những cái lò xo. Nó phân tách ra bạn, cái máy này cực kỳ quan trọng để bạn tạo tạo súng nha bạn. Cái tạo súng, ví dụ như mình bỏ cái súng vô đi. Đó. Bỏ cái súng vô ha, nè, nó phân tách cái súng ra nè, đó những cái vật liệu này. Thì từ những cái vật liệu này thì mình sẽ chế tạo được những cái súng vật liệu gì đó không con. Đó. Đó, cái này các bạn coi. Tuy cái này có 8 thích, cái súng này chỉ có 8 13 13 đam nhưng mà vận tốc đánh nhanh là bắn tới 8.3 là bắn cực kỳ nhanh, do đó thì nó tương đối khá mạnh các bạn ha. Làm đói bạn ăn. Đó, đói ăn vô thôi. Đó. Rồi. Nhớ nha, vô khu rừng đừng bao giờ mang bia thôi nha bạn, một sự tai hại cực kỳ. Đây bạn, mình sẽ thử uống bia cho bạn xem cái sự tai hại của sự uống bia thôi. Mà tự khám phá cho vui. Chứ giờ nói hết các bạn chán lắm. Đây cho bạn quan cái nhà. Cái chopper mình đây mình chỉ thiếu cái hai cái mình đây, cái tay lái này mình đã kiếm được rồi, cái này chỉ thiếu là cái này, hai cái này kiếm cực kỳ khó. Những cái này thì bạn có thể kiếm ở bất kỳ nơi đâu, nhưng hai cái này bạn kiếm vô những khu rừng đỏ là một nè, những khu rừng chết chóc á, rồi những cái khu quân đội nè, đó những khu mà bạn sẽ kiếm những cái này. Ra xe, đây ra xe bạn phải có cái những cái chopper, yêu cầu chopper, bạn có chopper hoặc có chiếc xe những cái ấy được đó. Thì đây cái này bút cục nó đó nè, đây là cái là chế độ súng không đó, thì qua đây nè, nó có những heo bằng thế này, đây là tăng đam này ha, thấy không, tăng chí mạng rồi đó, tăng đam, tăng cái những cái cơ hội này mà tăng máu nhiều này. Ví dụ cái súng này chúng ta có thể tạo được cái bắn súng này được luôn, rồi tạo bắn súng. Tuy nhiên để tạo bắn súng thì chúng ta thôi, cái này để xa xôi quá, để mình giới thiệu phần sau cho bạn. Đó, khu rừng đó, cho bạn coi đó, đây là nhà chó cho bạn tham quan nha bạn, xíu đó. Đó, đây là nhà tắm, đây hai nhà tắm đó, chó xuống đây bao là nhà rồi. Lúc trước mình để webcam này bạn vừa vô mở vô, nhưng mà cần thấy con na chạy ra chạy vô. Còn cái ông này á, bạn gặp ổng đi thì bạn sẽ biết liền đó. Thì thôi để đừng nói, để cho bạn tự chơi cho bạn vừa đó, nói chung là cơ bản là bạn đã biết sơ, biết gần như hết rồi ha bạn ha. Đó, ok bạn. Đó. Còn ráp đồ thì khỏi nói đi ha, ráp đồ này đây. Để mình sẽ ráp những đồ cơ bản cho bạn coi. Đó, đầu tiên bạn phải ráp hai cái này nè. Đó, cái này bạn cần cái gì? Bạn cần gỗ, đá với lại bông lúa đúng không? Còn này gỗ, đá, bông lúa, cái bông ấy là cần thiết. Đó, bây giờ bạn có lấy gỗ trước đi. Gỗ bạn quan trọng có bông này,
gỗ đá, đá đi vào đây. Đó, phân loại bạn nhớ tạo rất là nhiều thùng để chứa đồ và phân loại ra nha. Đó, mặt thiết nè. Mặt thiết này ở đâu có? Mặt thiết thì bạn đập mấy cái đá này nè, cái mấy đá mà nó có này thì chúng ta sẽ tự tự có những cái mặt thiết thôi. Ok, thôi mình sẽ tạo cho bạn coi cơ bản, bạn coi coi sơ cách tạo, bạn tạo nha. Nói chung là bạn chơi thì nó cũng hứng thú hơn thôi, chứ chỉ hết thì bạn chơi không có gì hay. Rồi, đó, ráp nó đi. Ừ, tạo này đó, ông tạo này. Ông tạo cái này. Đó là mới mới chơi thì bạn phải tạo ba món đồ này cực kỳ trọng yếu nha. Lò nấu thức ăn, nước và cái lò tắm. Đó. Đó, rồi. Đây là nó sắp không có đúng rồi. Nó sắp thì nói chung cũng cũng được đi, nói chung cũng đúng, nhưng mà đầu tiên phải nước và thức ăn là quan trọng nhất. Đó. Đó. Phải tạo là bấm ráp là gì để kiếm đủ đồ bằng ráp nó ra là đủ hay là gì đâu. Rồi đó, nó đơn giản bấm ráp nó ra thôi. Còn nào nó có sẵn không? Nè ba cái đó, bạn xây dựng bấm build build bạn xây thôi, đã xây dựng nó thôi. À, bạn xây bạn bỏ cái này thì bạn bỏ dưới đất này nó mới hiển thị được. Nó mới thấy được cái này đó, dưới đất thì nó mới bạn mới xây được. Rồi đó, tiếp tục dùng cái này đó, bạn hãy xây bạn xây mình đặt ngay dưới đất luôn mà, hay mình đặt ngay vị trí dưới đất luôn không, đó dưới đất không. Rồi, tiếp theo đó là cái gì ta, cái lò này đây, cái lò building mình đang đặt xây đây đó, hay cái lò đặt dưới đất không nha thì nó mới hiển thị được đó. Đó, ok bạn. Còn nãy ban đêm mà mình chưa lấy cái đuốc cho bạn coi cái đuốc này. Đó, nên vô khu quân sự mình đã chiến thắng khu quân sự, mình đụng được mớ súng cực kỳ xịn nha bạn, quá trời súng luôn. Hoặc là bạn vào mấy khu máy bay mà có kịch một cái súng đó đây. Nãy cái đuốc cũng kêu rồi, đây nãy cái đuốc đây. Ban đêm này có đuốc nên đây nhà phải sáng hơn, sáng hơn bây giờ. Đó, mình sẽ tạo gọi đây coi mình có cái đèn ngủ này. Đó, chờ đây mình dời hết đồ vật dụng đi, đi ra ngoài để mình làm cái phòng ngủ đây. Phòng ngủ đây mình thiết kế phòng ngủ làm sao mà đỡ zombie tấn công thì mình có thể chạy từ hai cửa này. Đó. Ban đêm thì mình nhớ hay phát thắp sáng là cũng được. Đó, sáng. Rồi ok, rồi hướng dẫn tới đây thì chắc chắn là tất cả các bạn đều có thể là biết chơi hết rồi ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ha. Nếu thấy video hữu ích thì các bạn có thể bấm bấm like hoặc bấm đăng ký để theo dõi tiếp cái video sau của mình. Cái video sau thì mình sẽ chia sẻ các bạn về khám phá những cái khu vực nguy hiểm xung quanh chúng ta, coi nó có cái gì trong đó, thì các bạn qua đó bạn xem thì bạn sẽ có thể là phòng bị được. Các bạn hãy trang bị cho mình những cái vật dụng để trước khi mình vào cái khu đó để mình đạt được cái hiệu quả tối đa ha bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, chúc tất cả các bạn chơi vui vẻ. Rồi chào tất cả các bạn.